bạn bị viêm khớp, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, bạn bị đau đầu, đau vai gáy, tê bì chân tay, đau dây thần kinh, đã có sản phẩm Ultra 2, sản phẩm có chứa collagen type 2 được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức, hỗ trợ phòng ngừa bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm. Ultra 2 Anacrea nuôi dưỡng sụn khớp, mạnh gân cốt. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh.